Xin chào, wow, xinh đẹp chị Hạnh Lê. Thật ra thì đây là một cái tín hiệu mà Tường rất là vui, tại vì hôm nay là một năm rồi đúng không chị? Đúng một rồi, năm rồi, đúng thì rồi. Chị em mình mới gặp nhau và chị xem được tin tức đó hoa mong manh từ truyền thông thôi, nên mình cũng đang rất phù hợp, tại vì bản thân Cường cũng chưa xem được phim, Cường chưa hề xem được phim như thế nào luôn, mà chỉ nghe là đó là một bộ phim được cộng đồng người Việt cũng như là người nước ngoài cũng như là được nhiều giải thưởng. Đó là một cái cảm xúc rất là mãnh liệt và rất là rất tự hào. Một bộ phim Việt Nam là 100% ở Mỹ nhưng mà rất là khó khăn tất cả mọi thứ nhưng đã được sự đón nhận. Đó là một, em là diễn viên trong phim thì em cảm thấy đó là một điều rất là tự hào. Là một diễn viên trong phim nhưng mà Mai Thu Hiền là một vai phụ trong cái bộ phim đó nhưng được giải, nghĩa là diễn viên nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, thì không thể nào nói rằng là cái vai đó nó được thành công mà không có sự hỗ trợ của cái người partner. Thì em cảm thấy như thế nào và em thấy rằng là cái bộ phim lần này có xứng đáng để mà nhiều người đến để đi xem hay không? Thật ra thì rất là vinh dự được diễn chung với Mai Thu Huyền và Mai An. Nhưng mà rất là vui là khi được hai bạn diễn của mình đã được những cái diễn viên phụ xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất và Huyền được giải được đạo diễn xuất sắc nhất, thì đó là một điều rất là vinh dự để cái sự cộng hưởng của bạn diễn mà mình cảm thấy đó là một điều là mình đã góp phần trong cái sự thành công với bộ phim. Và mong là bộ phim này khán giả sẽ được đón nhận một cái thông điệp tình yêu rất là nhẹ nhàng mà mình nghĩ là nó quá trong sáng. Và cái này là một bộ phim nhẹ nhàng mà mọi người phải đến rạp để xem phim, đúng không anh? Dạ vâng, và thưa quý vị, trong thời gian sắp tới thì hy vọng là Cường cũng sẽ nhận lời nhiều những cái bộ phim mà đóng 100% ở Hoa Kỳ. Thì sau cái bộ phim này thì em sẽ cảm nhận được rằng không phải những cái bộ phim làm ở nước khác không có những cái điểm mang lại những cái truyền thống con người Việt Nam của mình đi ra khắp thế giới. Thì em có mong muốn rằng sẽ có những cái bộ phim khác trong tương lai không? Nếu mà được vinh dự một tiếp tục một lời mời từ một đạo diễn ở Việt Nam hay là đạo diễn ở bên nước ngoài thì mình cũng sẵn sàng để tham gia một bộ phim nói về con Việt Nam, một người thành đạt.
thể làm được Phương ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần đổi, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các thứ gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến Thạch Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.